Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Wow, cảm ơn Chúa. Cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt ở đây, cũng như toàn thể anh chị em đang theo dõi Hội Thánh trên live stream. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Amen. Cảm ơn Ngài. Anh chị em có vui vì có mặt ở đây không? Yeah, amen. Đức tin chúng ta quyết định mọi sự. Yeah, đó là điều mà anh chị em cần để ý ha. Và tuần rồi thì tôi có đi công tác ngoài Hà Nội, được Chúa ban ơn cho để có chuyến công tác ngoài đó. Tôi muốn làm chứng một chút cho anh chị em thấy cái điều Chúa làm trên đất nước chúng ta. Tôi được vinh dự mời để giảng trong một cái buổi nhóm chữa lành, giải cứu chữa lành. Thì dự kiến cái buổi nhóm đó là 300 chỗ ngồi thôi. Nhưng mà khi tôi đến thì tôi thấy không dưới 600 người. Wow, nó kín. Căn phòng nó kín, còn nó còn chật hơn cả chỗ anh chị em này nữa luôn. Rồi hành lang, rồi cầu thang, rồi thang máy, rồi tất cả mọi thứ kín hết. Kín hết luôn. Và anh chị em biết khi chia sẻ sứ điệp xong và cầu nguyện đó, thì anh em biết điều gì xảy ra. Anh chị em đã từng bao giờ lấy cái cây mà chọt vô cái ổ ong chưa? Thấy không? Tưởng tượng không ạ? Lấy cây chọt vô ổ ong cái đó, nó túa ra. Người khi bắt đầu cầu nguyện thì bắt đầu người ta la hét, nôn ói, quằn quại và tràn lên tất cả sân khấu, tất cả những chỗ. Một cái cảnh phải nói thực sự là chưa bao giờ tôi nhìn thấy trong cuộc đời. Khủng khiếp. Đám đông thì quá đông, mà người quỷ ám thì quá nhiều. Wow. Và bắt đầu những phép lạ chữa lành xảy ra, những sự giải cứu xảy ra, những sự chữa bệnh xảy ra, những điều Chúa làm xảy ra một cách rất tự nhiên. Lạ lùng lắm. Tôi chỉ đứng ở trên bục này cầu nguyện thôi, tôi không có đặt tay lên ai hết. Chúa làm anh chị. Cho nên tôi thấy được một điều là gì? Đức Chúa Trời thực sự đang thương xót dân tộc chúng ta. Cái cảnh này chưa bao giờ nhìn thấy 10 năm trước, 20 năm trước, chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng bây giờ chính mắt mình chứng kiến Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Việt Nam của chúng ta khỏi những quyền lực tối tăm, khỏi những điều tội lỗi, những điều ma quỷ, những điều lừa dối, và khiến cho đời sống của họ đã bị cầm tù ở trong tối tăm quá lâu. Và anh em biết đó, anh em mình ở phía Bắc khát khao Chúa lắm. Tôi không thể tưởng tượng để mô tả làm sao cho nó đúng. Nhưng mà cái người nào mà đi trong sa mạc 4 ngày chưa uống nước mà khát nước ấy, thì tôi nghĩ rằng anh em phía Bắc khát Chúa như vậy đó. Khát Chúa như vậy. Khát lắm. Tôi vừa mới xuống đám đông. Tôi dậy xuống Hội Thánh giống như buổi hay giảng xong rồi tôi hay xuống với anh chị em. Tôi vừa chạy xuống, anh chị em nhao lên bu lại, người níu áo, người níu tay, người níu chân, người đưa đầu, người níu nọ níu kia. Tôi nói thôi, không thể đi nổi tiếp được nữa. Khủng hoảng luôn. Họ muốn Chúa ban phước cho họ, họ muốn Chúa chữa lành họ, họ muốn Chúa nâng đỡ họ, họ muốn gặp được Đức Chúa Trời. Đó là tấm lòng của anh chị em ở khu vực phía Bắc của chúng ta. Và tôi tin vào một cái lời tiên tri nói cách đây cũng 30 năm rồi, nói rằng phấn hương đến Việt Nam sẽ tràn từ phía Bắc vào phía Nam. Mà tôi thấy cái dấu hiệu đó nó có đó anh chị em. Tôi không nói rằng anh em phía Nam yêu Chúa ít, tôi không nói thế nha anh chị em. Nhưng mà cái vấn đề cần phải giải quyết á, hình như nó tập trung vào phía Bắc nhiều hơn. Quỷ ma nhiều hơn. Kinh khủng. Khủng hoảng luôn. Tất cả đủ thứ bệnh hoạn, ung thư, rồi là bệnh hoạn đủ thứ, ma quỷ chèn ép cuộc sống người ta các loại. Và 3 ngày đó phải nói thật sự là tôi bắt đầu suy ngẫm. Ôi Chúa ơi, hãy cho chúng con được cơ hội để lướt sóng trong cái cuộc phấn hưng này. Anh chị em biết lướt sóng không? Khi sóng nó đến là mình phải lướt. Người nào mà đứng trên bờ là buồn lắm. Tất cả phải lướt sóng hết nó mới vui, đúng không nhé? Cho nên tôi nói anh chị em đã hãy chuẩn bị mình đi, chuẩn bị đời sống tâm linh của mình đi. Rồi khi cơn phấn hưng tràn đến anh chị em sẽ cùng tôi lướt sóng. Không ạ? Để đi cứu người, để đi giúp đỡ người khác, phải chuẩn bị giờ này, lướt sóng. Đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là nó rất thú vị. Rất thú vị. Tôi trở về mà nó vẫn còn có những cái dư âm, những cái phép lạ, lạ lùng lắm anh chị em. Có một cái chú kia, chú cũng quản gì một hội thánh, nhưng mà chú bị viêm loét bao tử với lại có khối u ở trong trực tràng, u trong đây. Và chú nói rằng 2 ngày rồi chú ăn cái 2 thìa cháo thôi, cơ thể kiệt sức. Rồi mọi người nói với chú là thôi đến đi, có ông mục sư Quý ông ra nè, đến để cầu nguyện Chúa chữa lành. Ông nói giờ đi đâu nổi nữa rồi, đi không đi được, mệt quá, mệt không đi được. Rồi mọi người thúc giục, ông mới nói thôi quyết định. Bắt đầu có 2 người hộ tống ông đi. 2 người hộ tống ông đến buổi nhóm. Khi đến buổi nhóm vừa lúc thờ phượng anh chị em, lúc mà chuẩn bị cầu nguyện để chữa lành á, vừa lúc thờ phượng thì thần của Chúa giáng xuống ông. Ông khóc như đứa nít. Xong lúc kêu ông lên cầu nguyện, tôi vừa mới đặt tay vào cái bụng của ông thì lập tức ông ói ra đủ thứ. Ông ói ra rồi ông nói, ông la lên, ông nói nó nóng quá, nóng từ đỉnh đầu đến gót chân, chịu không nổi. Khi ông ói ra ông ngã vật xuống sàn rồi, thì lúc ông ngồi dậy anh chị em, ông tỉnh như một người bình thường. Như một người bình thường. Đó. Mà trước đó đến hội thánh là đến không được. Sau khi cầu nguyện là ông nói tôi tin xác quyết, vấn đề của tôi đã được giải quyết. Hay không? Đó. Rồi một phép lạ nữa tôi thấy trong cái buổi chủ nhật ở đâu ngoài đó, có cái cô kia cũng khá lớn tuổi rồi, cô ngồi xe lăn cô đến, ngồi xe lăn đến. Thì tôi mới hỏi cô là cô bị bao lâu, cô nói cũng 1-2 năm nay rồi. Nói sao cô không đi được, bảo giờ chân tôi nó cứng ngắc à, cái đầu gối tôi nó cứng, nó không co duỗi được để mà đi, đau lắm. Tôi mới nói cô tin Chúa chữa lành cô nha, Chúa có thể phục hồi cô. Tôi nắm 2 cái đầu gối của cô ấy, tôi cầu nguyện trong danh Giê-xu hãy lành, hãy phục hồi, hãy lành. Và tôi nói cô, Chúa chạm cô rồi đó, cô đứng dậy đi. Cô đứng phát dậy cô đi luôn, làm tôi cũng giật mình luôn anh chị. Wow, wow, tôi cũng giật mình luôn, tôi nói sao mình nhanh thế, bỏ lại cái xe. Wow, tôi nhiều có những cái phép lạ mà chính mình giật mình luôn, chịu không nổi. Chúa làm quá nhanh, quá mạnh. Đó anh chị em, đó là những cái điều mà mình nhìn thấy, tận mắt mình nhìn thấy những cái điều Chúa làm. Cho nên lần nữa tôi nhắc lại, anh chị em chuẩn bị lướt sóng chưa? Lướt sóng. Cơn phấn hưng đang đến, rõ ràng đang đến. Khắp nơi người ta kêu đến Chúa, khắp nơi người ta cần Chúa, người ta khát khao Chúa đến mức độ mà không có quảng bá, không có nói gì cả, mà người ta đồn ở đâu á, người ta thuê cái xe buýt để đến, là anh chị em biết rồi đó. Xe buýt đến. Rất là hay luôn, tuyệt vời. Và buổi sáng hôm nay thì tôi cũng có thêm một lời chứng nữa để khích lệ tinh thần anh chị em, nhất là những anh chị em cần phép lạ. Buổi sáng hôm nay chị em cần sự chữa lành phải không ạ? Thấy ai cũng cầm tờ giấy hết. Phép lạ. Thì đây có một phép lạ mà Chúa làm, và người anh em đã gửi mail cho tôi nè, tôi đọc cho anh chị em nghe nè. Sao ạ? Chúa làm á, thì tôi nói với anh chị em, xuyên không gian, xuyên thời gian, Chúa ở khắp mọi nơi. Bởi đức tin, ngồi tại nhà Chúa cũng chữa lành. Tôi nói vậy không có nghĩa là anh chị em đừng khỏi đi hội thánh, không phải đâu nha, đừng có hiểu sai ý tôi. Chúng ta cần đi hội thánh để thờ phượng Chúa, đúng không chứ? Đấng yêu thương mình. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng là phép lạ của Chúa không bị một cái gì giới hạn hết, nếu anh em mình tin. Nếu anh em mình tin, không có một thứ gì. Đừng có nói là có con quỷ kia để giới hạn Chúa. Quỷ nào giới hạn Chúa? Có. Rồi tôi đọc anh chị em nghe. Thưa mục sư Trương Quý. Thôi tôi cái này nó quá là ấn tượng nên tôi đọc luôn tên tuổi luôn, anh chị em điều tra sau. Tôi tên là Tưởng Ngọc Châu, hiện đang sống ở Đà Lạt. Từ khi gia đình chúng tôi biết đến Hội Thánh Nhà Muôn Dân khoảng 1 năm nay, thực sự nhận được rất nhiều phước hạnh. Qua lời giảng của ông, gia đình tôi nhận biết được quyền năng của Chúa Thánh Linh trên quỷ dữ và bệnh tật, xuyên qua cả không gian và thời gian. Đúng, đã thấy không chị em, thấy không? Mục sư thường hay kêu gọi đặt tay lên chỗ đâu, tôi ở đây và quý ông bà ở chỗ đó. Thật diệu kỳ, tôi đã được chữa lành. Tôi bị bệnh bay đau, có nghĩa là bú độc, 21 năm nay. Nếu mà xạ trị uống thuốc hoặc mổ thì người ta nói đẩy lùi được 6-70%. Căn bệnh này khiến cho tôi cằn cỗi, bực dọc và cáu gắt. Vì điều kiện gia đình nên tôi không thể thực hiện các biện pháp điều trị trên được. Tưởng chừng như tôi sẽ sống với nó cả đời. Nhưng khi nhóm trên Zoom và những buổi cầu nguyện tối thứ Tư, mục sư bảo ai bị tuyến giáp hãy đặt tay vào đó, rồi tôi tin và tôi làm theo. Trong một lần đi tái khám, sau khi trải qua các khâu khám và xét nghiệm, bác sĩ nhìn bệnh án mắt mở to ngạc nhiên vô cùng và ông nói: tôi không thể tin được vào mắt mình nữa, anh đã hết hoàn toàn bệnh bay đào. Wow. Không thể tin, mà bác sĩ cũng không thể tin. Đúng không chị em thấy? Bác sĩ cũng không thể biết. Tức là bác sĩ thường khám cho ông này, không thể hiểu tại sao nó biến mất. Đúng không? Cả trời hiểu thôi anh chị em ha. Trời hiểu thôi. Hallelujah, cảm tạ Chúa Giêsu. Tôi trước đây vốn không tin, thời này còn phép lạ. Ân tứ chữa bệnh lại cũng chẳng rõ công tác thánh linh trên đất này là gì, do những giáo lý sai trật. Nhưng lạ thay, giờ đây chính tôi đã được lành. Tôi xin khẳng định ngày hôm nay Chúa vẫn còn làm phép lạ qua các đầy tớ của Ngài. Đồng thời tôi cũng cảm ơn mục sư Trương Quý. Nguyện Chúa ban phước cho ông, công việc của ông, giao cho ông. Tôi ước mong đến hội thánh trong một thời gian gần đây nhất. Mong mọi điều thuận lợi để có thể nhóm cùng hội thánh và được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa tại đây. Amen. Wow. Anh em thấy không ạ? Thế kỷ 21, Chúa vẫn y nguyên. Chúa vẫn y nguyên. Cho nên tôi khẳng định lại lời Chúa. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Quỷ dữ nó nói rằng Chúa hết làm phép lạ, nhưng con cái Chúa thì vẫn cứ tin. Và mình tin thì mình nhận được thôi. Đó là cái điều diệu kỳ anh chị em. Có những thứ con người ta không thể giải quyết được. Đúng là mình cảm ơn khoa học, cảm ơn y học, cảm ơn những cái tiến bộ, những cái phát minh của con người để giúp con người sống tiện nghi hơn, an ninh hơn, khỏe mạnh hơn. Nhưng mà có những thứ con người ta bị giới hạn, không biết tất cả, cũng không thể làm được tất cả. Và chính chỗ đó tôi và ông bà anh chị em cần Chúa Giêsu. Amen anh chị em. Có những căn bệnh mình không thể chữa hết bằng thuốc, cũng có những căn bệnh mình không thể nào mà cắt hết được bằng phẫu thuật, nhưng Chúa Giêsu đụng đến thì nó phải tan đi. Đó là chỗ hy vọng của chúng ta. Amen anh chị em. Đó là hy vọng của chúng ta. Đó. Trong chức vụ tôi đã nhìn thấy những điều như vậy, anh chị em cũng nhìn thấy những điều như vậy. Cho nên Chúa Giêsu là hy vọng của chúng ta. Hy vọng của chúng ta tuyệt vời lắm. Có bài hát nào mình tôn vinh Chúa một cái nha. Ngài làm những phép lạ lớn lao. Ngài làm những phép lạ lớn lao. Tôi rất thích bài hát đó. Bài hát này được dịch sang tiếng Nga có, tiếng Anh có. Bài hát này là một bài hát mà khi hát ở giữa những cái sân vận động anh chị em, mình cảm nhận giống như là Chúa ngự trên ngai và Chúa mỉm cười với con cái Ngài vì những cái đức tin đơn sơ như vậy. Ngài là đấng làm phép lạ lớn lao, muôn đời Ngài vẫn y nguyên. Và tôi biết rằng anh chị em hôm nay đang đến đây với niềm hy vọng rằng Ngài chạm mình, phải không ạ? Hãy tin Chúa sẽ chữa lành anh. Amen. Vì Ngài là đấng làm phép lạ. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng Chúa bài hát này nha. Hãy dâng cho Chúa những điều diệu kỳ nhất của trái tim mình, vì Chúa giúp mình quá nhiều. Dạ, cảm ơn nha. Anh em trên live stream cũng vậy, hãy hát cùng hội thánh, hãy thờ phượng Chúa bài hát này. Thực xin Chúa sự vinh diệu và sự chúc tụng giờ chúng con đưa cao đôi tay mình, giờ chúng con tôn vinh danh Cha. Thường xin Chúa sự vinh diệu và Chúa đổi thay cho tôi tin là Chúa không bao giờ thay đổi. Chúa muôn đời y nguyên. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời. Và Ngài chắc chắn rồi không muốn thấy bất cứ một con cái Chúa nào sống trong khổ đau, bất kể đó là bệnh tật, nghèo đói, thiếu thốn, áp lực, tổn thương hay bất cứ điều gì. Hãy tin xác quyết vào tình yêu tuyệt đối của Chúa dành cho mình. Đó là điều chúng ta cần hướng tới. Khi chúng ta tự tin trong tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ có sức mạnh để chống lại những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Đúng không anh chị em? Khi có những vấn đề trong cuộc sống mà mình nghĩ rằng ai chà, đây là ý muốn của Chúa muốn mình bệnh đây, ý muốn của Chúa muốn mình nghèo đây, ý muốn của Chúa muốn mình nợ đây, Chúa đang phạt mình đấy, thế thôi căng rồi, làm sao mà cầu nguyện chống lại được. Nhưng khi chúng ta tin rằng những thứ đó không đến từ cha của mình nhưng đến từ quỷ Satan, thì anh em sẽ kiên ăn và cầu nguyện chống lại nó. Amen chứ? Đó là chỗ mình cần. Cho nên cha ơi, Ngài là đấng làm phép lạ lớn lao. Ngồi ra Chúa không ai như Ngài, và muôn đời Ngài vẫn y nguyên. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Ok. Cái vấn đề mà Chúa chết cho tội lỗi của nhân loại đó anh chị em, mà cái câu kinh thánh thuộc lòng mà hôm nay mình học đó, Chúa chết khi chúng ta còn là người có tội. Tôi muốn anh chị em để ý chỗ đó. Khi chúng ta là những người vứt đi, đổ bỏ, thì Chúa đã đổ huyết cho chúng ta. Tôi hỏi thật tất cả anh chị em ở đây, anh chị em có bao giờ mà đầu tư vào một cái doanh nghiệp bị phá sản không? Anh chị em có bao giờ mà đầu tư vào một cái công việc nào đó mà anh chị em thấy nó phải nói là không có một cái điểm cộng nào để kiếm lời không? Anh chị em bao giờ anh em đầu tư tiền tỷ vào để sửa một cái xe sản xuất năm 1975 không? Cái loại đó là vứt sọt rác để bán sắt vụn chứ, đúng không anh chị em? Nhưng Chúa đã đầu tư mạng sống của Ngài cho chúng ta là những người vứt đi rồi. Anh em thấy không? Đang khi mình là những người có tội mà Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách chết thay cho chúng ta. Cho nên Kinh Thánh mới nói nó hiếm lắm mới có người chịu chết cho người nghĩa, mới có người chịu hy sinh cho người lành. Đúng là có nhưng mà hiếm, lâu lâu mới có người. Nhưng mà đây đó, chúng ta là những người gian ác, những phường gian dối, những phường tội lỗi, những phường vứt đi, nhưng Chúa Giêsu đã chết. Tôi muốn nói điều đó để cho tôi và bạn chị em hôm nay suy ngẫm một chút về tình yêu tuyệt đối, một tình yêu không giải thích, một tình yêu không thể lý giải bằng lý trí mà Chúa đã đem yêu chúng ta. Cái sự chết của Chúa Giêsu gây ra rất nhiều tranh cãi. Những nhà chính trị thì cho rằng Ngài làm phản loạn, Ngài có mưu đồ để làm vua, cho nên người La Mã mới xử Ngài. Người làm tôn giáo thì nghĩ rằng Chúa Giêsu cạnh tranh với những thầy thông giáo Pha-ri-si để tạo ra một đạo mới, cho nên họ xử Ngài. Nhiều lắm, nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng tốt nhất chúng ta hãy nghe Đức Chúa Trời nói về sự chết của Ngài. Amen chứ? Chính Đức Chúa Trời nói rằng Chúa Giêsu chết là vì tội lỗi của tôi và ông bà anh chị em. Chính Đức Chúa Trời nói rằng Ngài chết không phải vì chính trị hay vì tôn giáo hay vì một mục đích nào đó. Ngài chết vì cớ tội lỗi của cả thế gian này. Và cái nan đề của nhân loại hôm nay đó là người ta đi lanh quanh lòng vòng, người ta không chịu chấp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ. Đó là nan đề. Người ta cứ đi lanh quanh lòng vòng, trong khi Đức Chúa Trời đã có một phương thuốc cho tội lỗi của toàn nhân loại, một phương thuốc để chữa lành bệnh cho họ, một phương thuốc để giải quyết những cái sự nghiện ngập của họ, một phương thuốc để giải quyết những cái sự mất ngủ ác mộng của họ. một phương thuốc để giải quyết những cái điều đau đớn trong gia đình, trong cuộc sống của họ. Đó là Chúa Giêsu. Nhưng thế giới không chấp nhận, bởi cái tâm trí của họ đã bị dẫm dụ, bị làm mù lòa. Thần đời này đã làm mù lòa. Bất kể ai đến với Chúa Giêsu và chấp nhận những gì Ngài làm, thì đều thấy cuộc đời mình biến đổi. Cả đúng không chị em? Bất kể. Tôi cũng vậy, ông bạn chị em cũng vậy. Từ một con người không biết gì, nhưng chấp nhận những gì Kinh Thánh nói, chấp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm, chấp nhận rằng dòng huyết của Ngài rửa sạch tội cho mình, lần roi Ngài chữa lành bệnh cho mình, những đau thương khốn khổ của Ngài chữa lành những gian ác của mình, thì lập tức mình được phục hồi. Anh em thấy là không? Vì vậy buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với anh chị em một cái chân lý rất đơn giản như thế này. Rất đơn giản như thế này. Anh chị em chú ý lắng nghe nha. Cái chân lý rất đơn giản là nếu anh chị em muốn có được cái cảm giác tốt mỗi ngày, một cái cảm giác tuyệt vời mỗi ngày, một cái cảm giác tích cực mỗi ngày, thì phải suy nghĩ và chấp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình. Anh em hiểu không ạ? Tôi nhắc lại chân lý rất đơn giản. Mỗi ngày thức dậy, nếu anh chị em muốn có một cái cảm giác tuyệt vời, một cảm giác tích cực về chính mình, thì anh chị em phải lập tức suy nghĩ và chấp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình. Còn nếu anh chị em gạt cái đó ra, anh chị em sẽ thấy toàn tiêu cực không ạ? Sáng dậy, thức dậy, bắt đầu nghĩ, ôi sao tôi bệnh quá, đúng không? Bắt đầu nghĩ, sao tôi ngu quá, tôi làm cái này, làm cái kia để bây giờ tôi khổ, tôi đau thế này. Đúng không chứ? Mỗi người thức dậy không ai hài lòng vì chính mình hết. Vì con người mình sao? Quá nhiều sai trật và yếu đuối. Tôi đố anh chị em ngồi đây mà ai đó tuyệt đối hài lòng về chính mình, khó lắm. Không có thánh nhân trên đời này, không có người hoàn hảo trên đời này. Ai cũng yếu đuối, ai cũng bất toàn. Anh không yếu chỗ này thì anh yếu chỗ kia. Có thể anh mạnh đâu đó trong tài chánh, trong công ty, trên thương trường, nhưng anh về nhà với một đám con hư hỏng, đâm chém nghiện ngập, tôi đố anh nằm ngủ yên được. Anh nhức đầu nhức óc về chuyện đó, đúng không ạ? Có thể anh hạnh phúc đâu đó trong gia đình, nhưng mà anh đến nơi công sở thì đầy dẫy những điều khiến cho lòng anh bị tổn thương cay đắng. Tôi đố anh bình an trong môi trường đó. Và cuộc sống này nó khiến cho chúng ta luôn luôn khi nghĩ về mình, thấy mình luôn bất toàn, thiếu thốn, thiếu hụt. Và nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác không hài lòng. Nhưng tôi nói với anh chị em này, nếu sáng mai thức dậy, mình dẹp hết toàn bộ suy nghĩ về mình đi, và bắt đầu mình nghĩ về những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình. Lạy Chúa, con bệnh, nhưng bởi lần roi của Ngài con đã lành. Con nghèo, nhưng bởi sự nghèo Ngài con giàu có. Thế giới bất an, nhưng Ngài đã để sự bình an cho con. Thế giới đầy buồn rầu, nhưng Ngài nói con hãy cầu xin đi, Ngài đáp lời để con vui mừng. Anh em nghĩ một hồi, tôi đảm bảo anh em tự cười một mình như người đi Biên Hòa mới về. Có đúng không ạ? Đôi khi tôi như vậy đó, cứ ngồi suy nghĩ một hồi thấy tự nhiên mình cười. Cho dù cuộc đời xung quanh có thế nào, tự nhiên mình cười. Nụ cười từ sâu thẳm bên trong, bởi vì đầy hy vọng, đầy đức tin, đầy những sự trợ giúp. Vì vậy anh chị em, chân lý rất đơn giản tôi chia sẻ cho anh chị em hôm nay, anh chị em ráng ghi nhớ. Mỗi ngày nếu anh em thức dậy với những suy nghĩ về Chúa Giêsu, cuộc đời anh em sẽ biến đổi. Vậy thôi à? cần gì đâu sâu xa, đúng không? Bây giờ mình đọc đoạn Kinh Thánh để mình nói về điều đó nha. Trong Ma-thi-ơ chương 8 à. Ma-thi-ơ chương 8 đây anh chị em ha, lật dùm tôi Ma-thi-ơ chương 8. Những anh em trên live stream có Kinh Thánh mình lật cùng nhau. Ma chương 8 câu 20 cho đến câu thứ 22, hai câu thôi các anh chị em. Câu chuyện này rất quen thuộc, nhưng mà nếu anh chị em nào chưa đọc thì nên nghe, nên nghe và đọc nha. Tôi đọc anh chị em nghe. Này thôi đọc ở trên xuống đi cho nó có đầu cả đuôi mới hiểu được. Đang khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quỳ lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay lên nó thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Giêsu bèn đứng dậy cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà rờ trong áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu say lại thấy người đàn bà thì phán: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó người đàn bà lành bệnh. Anh em thấy không? Cái điều tôi muốn nói với anh chị em ở đây là cái hình ảnh của người phụ nữ bị bệnh 12 năm này. Có thể trước đó đó, tức là 11 năm 11 tháng, phải không ạ? 11 năm 11 tháng 364 ngày. Bà ấy nghĩ tôi là người bệnh hoạn, tôi là người ô uế, tôi là người mà đi ra đường ai cũng phải tránh và tôi cũng phải tránh người ta. Bà nghĩ như vậy. Và cái suy nghĩ đó nó khiến cho cuộc sống của bà cực kỳ tồi tệ. Bà mất hết tiền bạc vì thầy thuốc. Có thể tất cả những gì bà làm được cả đời, bà đã đem cho thầy thuốc hết rồi. Mà Kinh Thánh chép ở chỗ khác là gì? Vẫn không chữa được. Mất tiền mà hết bệnh thì nó cũng được an ủi, đúng không anh chị em? Nhưng mà cái đau đớn nhất trong cuộc đời là gì? Hết tiền mà bệnh không? Không hết. Tôi thấy nhiều người nó như thế rồi. Kỳ cóp cả đời được 100 cây vàng, nó dến cho khối u cái bán hết gọi là 101 cây rồi mà bệnh vẫn không hết. Thế là xong, nhà cửa tài sản đi hết. Rồi cuối cùng sao? Chết trong nghèo đói. Đó là đau khổ, cực kỳ đau khổ. Và người phụ nữ này đang ở trong tình trạng đó. Anh em nghĩ đi, mỗi ngày bà thức dậy với căn bệnh của mình, bà bế tắc, phải không ạ? Bà không có lối ra. Cuộc đời bà giống như chấm hết. Nhưng anh chị em, cái ngày mà tôi đọc cái câu Kinh Thánh này cho anh chị em là một ngày quan trọng với bà. Bà nghe người ta nói về Chúa Giêsu, bà nghe tin tức đâu đó về Chúa Giêsu, người ở Nazareth, con Đức Chúa Trời đấng sức dầu đã đến. Và rất nhiều người chết đã sống lại, rất nhiều người phung đã được sạch, rất nhiều người mù đã được thấy, rất nhiều người liệt đã đem giường của mình trở về nhà qua sự cầu nguyện, qua sự phán truyền của Chúa Giêsu. Bà nghe rồi. Thì anh em xem cái câu gì? Câu 21 đi. Bà lại gần lưng giơ vào trong áo Ngài, rờ vào trong áo Ngài. Câu 21 chép sao? Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng. Tôi nhắc lại câu đó. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng nếu ta chỉ rơ vào áo Chúa, áo Ngài thì ta được lành. Như vậy thì cái phép lạ của bà nhận hôm đó nó xuất phát từ cái gì anh chị em? Suy nghĩ của bà, đúng không? Nó xuất phát từ cái suy nghĩ. Nếu bà không nghĩ như vậy thì bà đã không làm như vậy. Nếu bà đã không nghĩ rằng nếu bà đụng đến trong áo Chúa bà được lành thì bà đã không làm. Do đó tôi nhắc lại chân lý rất đơn giản. Nếu một ngày anh chị em muốn nghĩ tích cực, Muốn có những cảm giác tuyệt vời, muốn có những phước hạnh trong cuộc sống mình, hãy bắt đầu một ngày bằng cách nghĩ về những gì Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Được không anh em? Hãy điều đó. Đừng bao giờ ngủ dậy với một đống nan đề. Đừng bao giờ thức dậy với một đống nợ nần lo lắng bất an, cay đắng tổn thương. Đừng bao giờ thức dậy nhìn thân thể mình bệnh từ đầu đến gót chân. Có người đến cầu nguyện nói với tôi, tôi hỏi cô bệnh đâu cô? Tôi bệnh từ đến đầu đến gót chân. Người gì mà bệnh dữ dằn, tôi cũng không biết bệnh gì mà ghê gớm vậy. Phải không ạ? Và có những con người nó gieo cho cái tư tưởng tôi là người bệnh. Tôi là người bệnh mà bệnh không còn một chỗ nào khỏe. Tôi đảm bảo với anh chị em, nếu anh chị em thức dậy với tư tưởng đó, anh chị em sẽ bệnh cả ngày, bệnh quanh năm luôn. Nhưng anh chị em ơi, hãy thức dậy với tư tưởng đúng. Cho dù sự việc có gì đang diễn ra, thân thể của tôi có điều gì đang diễn ra, nhưng điều tôi nghĩ là bởi lần roi Chúa Giê-xu mà tôi đã được lành. Tôi nghĩ là hôm nay tôi sẽ rờ đến trong áo của Chúa. Tôi nghĩ rằng khi tôi chạm đến Ngài, bệnh tôi lập tức được lành. Khi chúng ta nghĩ về những điều hy vọng đó, tấm lòng chúng ta được xây dựng một đức tin. Một đức tin xác quyết rằng nan đề của mình chưa phải là kết thúc. Và đôi khi có một người nói rất hay là Cơ Đốc nhân, chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình là người bệnh. Là Cơ Đốc nhân phải nghĩ rằng tôi là người khỏe mạnh đang chống lại bệnh tật. Có đúng không chị em? Tôi là người khỏe, tôi khỏe lắm, nhưng mà tôi chống lại cái viêm họng của tôi. Được không? Được chứ mất mới gì mình nói tôi bị viêm họng. Tôi không nói câu đó. Tôi là người khỏe hoàn toàn, họng tôi khỏe hoàn toàn, dây thanh quản tôi tốt hoàn toàn. Nhưng ta đang chống lại những gì đang tấn công tai mũi họng của ta. Gan ta đang khỏe hoàn toàn, thận ta đang khỏe hoàn toàn, nhưng tao chống lại những khối u đang nằm trong đó. Hãy thay đổi cách nói, thay đổi cách suy nghĩ, bởi vì Chúa Giê-xu đang đứng về phía chúng ta. Đúng không chứ? Chúa Giê-xu đang đứng về phía chúng ta. Còn những ai đang nợ nần, những ai đang bị phá sản, những ai đang bị tài chính o ép nợ nần, đừng nghĩ mình là người nợ nần. Đừng nghĩ mình là người nghèo đói. Không, tôi là người được phước của Chúa. Tôi là người giàu có. Chẳng qua là trong giai đoạn này tôi đang chống lại cái thằng có tên là nghèo thôi. Trong giai đoạn này tao đang chống lại một cái thằng ăn cướp có tên là nợ. Được không nhé? Chứ còn thật ra mình vẫn đang giàu đó thôi. Chúa định mình giàu có, Chúa định mình đầy phước hạnh. Anh chị em, chân lý rất đơn giản. Mỗi ngày hãy bắt đầu nghĩ về những gì Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Được không anh chị em? Đó. Nếu anh chị em tuân thủ cái này, tôi cho rằng đời sống anh em sẽ không bao giờ sụp đổ trước những rắc rối của cuộc sống. Tôi không nói là nó sẽ không có rắc rối, tôi không nói thế nha anh chị em. Nhưng mà anh chị em sẽ không bao giờ sụp đổ trước những rắc rối. Anh chị em sẽ đắc thắng nó. Bởi vì khi anh em nghĩ về Chúa Giê-xu, Chúa sẽ gieo đức tin vào lòng anh chị em, vì lời của Ngài, vì lời hứa của Ngài. Vì vậy đó, cuộc chiến thực sự nó không ở ngoài kia. Cuộc chiến thực sự nó không ở trong thân thể anh chị em. Cuộc chiến thực sự nó bắt đầu trong tâm trí của anh chị em. Anh chị em nghĩ cái gì thì cái đó nó sẽ hiện ra. Ha, cái đây là quy luật thuộc linh. Đức Chúa Trời đã tạo ra con người và đặt vào lòng người những quy luật. Và tâm trí là một công cụ cực kỳ tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã tạo ra để gì? Đem những sự vô hình thể hiện ra một cách hữu hình trong cuộc sống chúng ta. Anh em hiểu không? Tôi nhắc lại nha. Tâm trí là thứ mà Đức Chúa Trời tạo ra. Tâm trí, cái suy nghĩ của anh chị em ấy, là thứ mà Đức Chúa Trời tạo ra để đem những gì vô hình thể hiện ra một cách hữu hình trong cuộc sống anh chị em. Ghi nhớ chân lý này. Cho nên cuộc chiến á, thực sự nó ở trong tâm trí. Nó bắt đầu từ tâm trí. Cho nên người nào mà nghĩ mình bệnh á, thế nào cũng bệnh à. Sáng dậy đang khỏe mạnh, tự nhiên nghĩ rồi xong chắc hôm nay cảm là chắc rồi. Và bắt đầu thấy người nó ỏi ỏi lên, đến chiều cảm thiệt. Đúng không? Cái suy nghĩ nó rất là quan trọng. Nó tạo ra một cái hình ảnh cho chúng ta, và chúng ta sẽ hưởng lấy hình ảnh đó. Mà nhiều người không giải thích được tại sao những cái người tỷ phú, triệu phú đó, cho dù trong một cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống, họ bị phá sản, mất hết tiền, nhưng mà rất nhanh chóng họ lại trở thành triệu phú, tỷ phú trở lại. Anh chị em hiểu không ạ? Nhanh lắm. Mấy cái người đó lỡ có phá sản thì tự nhiên một vài năm sau lại thấy họ lại tỷ phú, triệu phú. Bởi vì trong tư tưởng của họ, trong tâm trí của họ, họ không bao giờ nghĩ rằng họ là người thiếu tiền, nghèo đói. Cho dù tài khoản đang âm vài ngàn tỷ thì họ cũng nghĩ họ là tỷ phú. Nó lạ vậy. Đó là cái chuyện rất là buồn cười. Và người ta đã làm những cái thí nghiệm như thế rồi anh chị em. Đã làm những thí nghiệm thế rồi. Người ta cho một ông ăn xin với lại một ông triệu phú một khoản tiền như nhau, 100 triệu đồng. Cho một ông ăn xin và một ông triệu phú. Và sai hai người đó đến một cái vùng đất mới hoàn toàn, cho họ bắt đầu lập nghiệp. Mà anh em biết đó, cái ông ăn mày mà được 100 triệu là mừng lắm. Đổi đời rồi, ta chắc chắn đổi đời rồi. Đúng không ạ? Và người ta sau 5 năm người ta kiểm tra lại thì ông ăn xin bây giờ vẫn đang ăn xin. Vẫn đang ăn xin. Còn cái ông kia lại là xây dựng được một doanh nghiệp có doanh thu tầm triệu phú. Cái tâm trí của người nó quyết định. Tâm trí người quyết định. Cho nên người ta hay kể câu chuyện vui đó anh chị em. Hỏi ông ăn xin kia bây giờ nhá, tôi cho ông rất là nhiều tiền, rồi cho ông nhiều những cái thế lực uy quyền, thì ông làm gì? Trời, ông ăn xin đã nói nếu mà ông cho tôi cái đó, tôi sẽ đuổi tất cả ông ăn mày trong khu vực này đi để tôi ăn mày một mình. Kiếm được nhiều, phải không ạ? Cái tâm trí của chúng ta nó không thể thay đổi. Cho nên cuộc đời chúng ta như thế nào là do cái tâm trí chúng ta quyết định. Đúng không? Lẽ ra là cho mình tiền bạc quyền lực là mình phải vươn lên chứ. Nhưng mà ông nói không, ta đuổi tất cả ăn mày đi, để ta ăn mày mình cho nó có thu nhập. Đây là cái điều tôi muốn nói để cho chúng ta vui vui. Nhưng mà biết rằng á, anh chị em à, tất cả những gì trong cuộc sống chúng ta nó bắt đầu từ cái đầu. Anh chị em nhớ Giô-suê chương 1 câu 8 câu 9 không? Chú dạy sao nào? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm nó, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, để ngươi được may mắn và được phước trong con đường của mình. Tại sao Đức Chúa Trời dặn Giô-suê là con phải bắt đầu cuộc sống, cuộc chiến của con bằng sự suy ngẫm lời Đức Chúa Trời ngày và đêm? Tại sao? Để tâm trí của ông được thay đổi, để ông đọc thấy những lời hứa của Chúa, để ông nhìn thấy những chiến trận của Chúa, để ông nhìn thấy những cánh tay trợ giúp của Chúa, để ông nhìn thấy rằng một người có thể thành công nhờ sự giúp đỡ của Chúa như thế nào. Ông có cái hình ảnh đó trong tâm trí. Và anh em thấy đó, cuộc đời Giô-suê phải không ạ? Anh em đố mà anh em đọc lịch sử cả nhân loại, tìm được vị tướng nào mà vĩ đại hơn Giô-suê đấy? Không bao giờ có. Giô-suê là vị tướng vĩ đại nhất. Một mình đánh thắng 32 quốc gia. Khủng hoảng. Dân thời đó mà nghe đến Giô-suê cái là đái ra quần luôn. Không kịp gọi là cầm gươm cầm giáo vậy, tay cứ run run này chết luôn. Không bao giờ dám. Nghe đến là sợ. Khủng khiếp. Cho nên là anh chị em thấy, đó là gì? Kết quả của một người suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Vì vậy mình sẽ nói thêm một chút chỗ này để cho chúng ta bắt đầu xây dựng cuộc sống mình nha. Trong Cô Rinh Tô Nhì chương 10 đó, câu 3 đến câu 5, lời Chúa chép như thế nào anh chị em? Cô Rinh Tô Nhì chương 10 câu 3 đến câu 5, lời của Chúa chép như thế này anh chị em. Vì chúng ta tranh chiến chẳng tranh chiến theo xác thịt, và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lì trọn rồi. Anh em thấy chưa? Sứ đồ Phaolô nói rằng cái vũ khí mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là con cái của Ngài đó, không phải là thịt và huyết, không phải súng đạn, không phải cơ bắp, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Quyền năng đó để làm gì? Để thắng hơn những tư tưởng bậy bạ trong tâm trí. Mỗi một con người chúng ta sinh ra đều sống trong thế giới này và chịu ảnh hưởng của thần đời này. Và thần đời này đã mớm vào trong tâm trí chúng ta những tư tưởng xác thịt. Sống như thế từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Xác thịt đó là gì anh chị em? Con người sống với gì? Sợ hãi nè, đúng không? Sợ lắm. Bây giờ anh em ra đường hỏi người ta có sợ gì không, nó kể vanh vách hàng trăm cái sợ của người ta. Sợ bệnh nè, sợ chết nè, sợ tương lai nè, sợ thất nghiệp nè, sợ rồi cháu chắc mai mốt nó không có gì ăn nè, sợ không nhà ở nè, sợ thiếu này thiếu cái kia nè. Rồi bây giờ hỏi thời hiện đại sợ gì nữa? Sợ ung thư nè. Sợ đi khám cái bác sĩ nói thôi tiêu rồi. Đó, sợ, rất sợ những cái đó. Cho nên những cái tư tưởng sợ hãi nè, bất an nè, vô tính nè, rồi những cái tư tưởng thất bại nè, những cái tư tưởng phải nói rất là tiêu cực, xâm chiếm con người ta 24/7. Chưa kể những tư tưởng chống lại Đức Chúa Trời nè, phản lại Đức Chúa Trời nè, bội nghịch lời Đức Chúa Trời nè. Chưa kể những tư tưởng vô thần, vô thánh mà bây giờ người ta đã dạy cho học sinh từ ở trong trường. Mới bé tí này vô đã bảo con đến từ đâu, và con đến từ khỉ đột. Thế là xong rồi, chất quất hết rồi. Có đúng không chị? Đúng không? Đó là gì? Tư tưởng thế gian, tư tưởng Satan, tư tưởng của thần đời này. Nó làm sao đó, nó làm miễn nó loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi suy nghĩ của con người mỗi ngày là được. Anh em thử kiểm tra mình đi. Dù mình là con cái Chúa, nhưng nếu mình không để mình trên lời này, anh em thử một ngày viết toàn bộ lại những tư tưởng anh em nghĩ đi coi, anh em sẽ thấy tối tăm nhiều hơn ánh sáng rất nhiều. Nào là gian tham, nào là ô uế, nào là nhục dục, nào là sợ hãi, nào là vô tín, đủ kiểu. Cho nên có một ông mục sư ngày xưa, ông giảng là ông nói nếu Đức Chúa Trời mà tạo luôn cái màn hình LCD gắn trên trán cho mỗi người thì không ai dám ra đường hết. Cái màn hình đó nó chiếu những tư tưởng người ta lên đây, đúng không ạ? Anh đang vừa nghĩ gian dâm, nó đánh chữ bự tổ chảng gian dâm lên đây. Anh vừa nhìn thấy kia nó đánh chữ muốn ăn cắp lên đây. Thôi xong, không ai dám ra đường. Bởi vì là sao? Tư tưởng con người ta từ sáng đến chiều toàn là những điều gian ác bậy bạ. Gian ác bậy bạ. Đây là lý do của bệnh tật, đói nghèo, tranh đấu, xung đột, chia rẽ, ngoại tình, tà dâm, ly hôn, ly dị. Đó là lý do. Tất cả từ trong tư tưởng. Nếu tư tưởng chúng ta thánh sạch thì sẽ không có cuộc cãi vã nào hết. Có đúng không nhé? Bởi vì chúng ta ô uế cho nên nó mới xung đột, nó mới xung đột, gia đình mới cãi nhau, đất nước mới đánh nhau, chiến tranh mới ra. Bởi vì chúng ta tiêu cực cho nên bệnh tật nó mới đến, giống như nãy tôi nói, và nhiều điều khác nữa. Rồi bây giờ sao đây anh chị em? Khi anh chị em tin Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời đã tái tạo tâm linh anh chị em và đặt Thánh Linh vào bên trong. Thần Chúa đang ngự trong lòng anh chị em, và chính thần đó, Kinh Thánh chép rằng Ngài ban cho anh em một quyền năng. Một quyền năng Quyền năng đó không phải kêu ở trên trời. Quyền năng đó không kiếm ở chỗ nhà thờ này nhà thờ kia. Quyền năng đó đang ở trong anh chị em, rất gần. Và anh chị em phải sử dụng quyền năng đó để đạp đổ toàn bộ những tư tưởng tối tăm này, hạ nó xuống, thay vào đó bằng những điều tích cực mà Chúa Giêsu đã làm cho mình. Được không anh chị em? Đó. Tôi biết anh chị em đến đây rất ao ước là cuộc đời mình được bứt phá. Các chị ngồi đây, anh ngồi đây, chắc chắn ước ao là những gì trong tờ giấy này nó phải thành hôm nay, có đúng không ạ? Lên kia cầu nguyện cái là về giải quyết rốt rẽn luôn thì tốt thôi. Nhưng mà tốt hơn nữa đó là cuộc đời anh chị sẽ chiến thắng, vĩnh viễn chiến thắng, tự mình chiến thắng, không phải mất tiền xe tiền tàu lên đây, tự mình chiến thắng với Chúa ở trong lòng mình. Các em nghe không? Cái đó nó sướng hơn chứ, đúng không? Nếu anh đến với một ông bác sĩ mà ông bác sĩ nói với anh là anh à, bây giờ tôi chỉ cho anh cách anh phòng bệnh nè, tôi chỉ cho anh cách là anh không cần đến phòng khám của tôi nộp tiền nữa, anh sướng không? Chứ mỗi lần đến ông ít nhất cũng phải 500 chứ làm sao đến không được. Nhưng ông bác sĩ đó ông quá tử tế, ông nói anh ơi đừng tốn tiền nữa, tôi chỉ cho anh cách anh về nhà là anh cứ theo cái cách của tôi là anh không phải ghé phòng khám tôi nữa, anh sướng không? Sướng, khỏi tốn tiền, đúng không? Thì bây giờ hôm nay tôi nói với ông bà anh chị em, những người có nan đề ở đây, những người có tờ giấy đây, nếu anh chị em kiểm soát được tâm trí của mình, anh chị em sẽ không bao giờ phải viết tờ giấy này nữa. Đó là sự thật 100%. Mỗi ngày anh chị em nghĩ cái gì nó quyết định cuộc sống của chúng ta. Nếu mỗi ngày anh chị em tìm trong quyển Kinh Thánh này, tìm cho hết, lục tìm đào như đào vàng vậy đó, và tất cả những cái gì mà Chúa ghét thì anh chị em phải tránh nó chứ tránh tà cho tôi, đúng không? Chúa ghét tội lỗi, Chúa ghét gian dâm, Chúa ghét nói dối, Chúa ghét thề dối, Chúa ghét giận dữ, Chúa ghét là ABCXYZ. Anh chị em gạch hết vô và nói tao sẽ tránh tụi bay, không bao giờ tao nghĩ đến. Còn bây giờ bắt đầu anh chị em lấy một tờ giấy khác, anh chị em ghi vào tất cả những gì mà Chúa thích. Chúa thích yêu thương, Chúa thích nhân từ, Chúa thích hiền lành, Chúa thích trung thực, Chúa thích trung tín, Chúa thích mình thờ phượng Ngài, Chúa thích ca hát, ghi hết vô. Và anh em nói tôi ôm ấp nó vào lòng, khỏi ghi tờ này luôn, khỏi ghi. Sống như thế thì con quỷ nào đến gần anh được. Anh nhìn anh từ xa, nó thôi chạy tụi bay chạy, này không chơi được với nó rồi, đúng không? Đó là cách chúng ta. Cho nên những gì chúng ta hôm nay gặp tai họa là vì tư tưởng chúng ta đã mở cho Satan một con đường ô uế và nó bước vô đó. Cho nên anh chị em à, phải kỷ luật tâm trí của mình. Anh em thấy con ngựa mà không kỷ luật không? Con bò mà không kỷ luật không? Tôi đố anh chị em mà bắt nó cày được hả? Tôi ngày xưa tôi ở vùng nông thôn tôi biết rồi. Một con bò mà muốn nó cày được là từ lúc nhỏ đó là thôi rồi, dạy nó dữ lắm, xỏ mũi nó, rồi làm đủ mọi cách, sau đó thì nó mới đi cày cho mình. Cái tâm trí anh chị em cũng vậy. Nếu anh chị em không kỷ luật nó ngày hôm nay, nó như con ngựa bất kham. Anh em bảo nó nghĩ điều tốt, nó cứ nghĩ điều xấu. Nó chơi vậy đó, nó hay ngược lắm. Anh em bảo nghĩ yêu thương, nó cứ nghĩ hận thù. Anh em bảo nghĩ thành thật đi, nó cứ nghĩ gì gian dối. Nó chơi ngược như thế để làm chi? Nó chống lại Đức Chúa Trời. Cái bản chất tội lỗi trong chúng ta, nó có một cái thứ kiêu căng, nó nói ta phải sống cuộc sống của ta, ta sống theo ý của ta đó, tụi bay muốn làm gì ta được không? Đó là xác thịt đó, nó nói vậy đó anh chị. Nhưng quyền năng của Thánh Linh ở trong anh em sẽ hạ nó xuống. Vì ngày xưa anh em làm nô lệ cho nó, nhưng bây giờ anh em có quyền năng rồi, anh em có lời Đức Chúa Trời rồi, anh em có Thánh Linh rồi. Khi anh em suy ngẫm lời của Ngài, những thứ đó tự động bị hạ xuống. Nó không còn điều khiển tâm trí anh em nữa. Và tự nhiên một ngày nào đó, anh chị em bắt đầu cảm thấy wow, tư tưởng mình bây giờ nó quá sạch, rất sạch, từ sáng đến chiều, hoàn toàn trong sạch. Và cuộc sống anh em bắt đầu sự bình an đã tràn vào. Kinh Thánh chép rằng ai để trí mình nương dựa nơi Đức Giê-hô-va thì đời người đó sẽ tràn ngập sự bình an vô sự. Đúng anh chứ? Hiếm có những người như vậy lắm anh chị, hiếm lắm. Nhưng mà không thể, không phải là không có. Nếu anh chị em nghe lời khuyên của tôi buổi sáng hôm nay, anh chị em về bắt đầu thực hành, anh em sẽ thấy sẽ làm được, sẽ làm được điều đó. Cuộc chiến của chúng ta ở trong tâm trí. Cuộc chiến của chúng ta thực sự ở trong tâm trí. Và một tâm trí không kỷ luật sẽ dẫn chúng ta đến những tai họa bất ngờ, đến những bệnh hoạn, đến những điều nọ, điều kia cực kỳ là không đúng. Tôi lấy một ví dụ nữa để kết thúc bài giảng buổi sáng hôm nay trước khi mình cầu nguyện. Anh em dở dùm tôi trong Dân Số Ký chương 13. Dân Số Ký chương 13. Yeah. Dân Số Ký chương 13 từ câu thứ 31. Tôi đọc anh chị em nghe nha. Câu chuyện này là câu chuyện của 12 thám tử mà Môi-se đã sai vào xứ hứa để do thám, để về báo cáo lại cho Môi-se cái xứ hứa nó có cái gì, quân địch ra sao, thành lũy nó như thế nào, có thể chiếm được không. Thì sau khi 12 người này trở về thì có 10 người trong số 12 đó đã báo cáo một cái báo cáo hết sức tiêu cực và khiến cho dân sự lầm bầm nổi loạn. Và cái báo cáo của 10 người này đã khiến cho toàn bộ hơn 2 triệu người Israel phải bỏ mạng trong sa mạc sau 40 năm đi lòng vòng. Tôi muốn nói điều đó để cho anh chị em biết được cái sự nguy hại của một cái tâm trí tiêu cực chưa được biến đổi. Nó hại cuộc đời mình như thế nào. Nhiều con cái Chúa hôm nay nói rằng mục sư ơi, tôi đi với Chúa 30 năm rồi nhưng tôi không thấy ánh sáng đâu hết, tôi không thấy sự sống đâu hết. Đôi khi câu trả lời nó nằm ở chỗ cái đầu của người đó. Người đó nghĩ cái gì? Người đó có thuận phục Chúa không? Người đó có kỷ luật tâm trí mình không? Hay để cho tâm trí mình toàn nhập vào những điều sai trật, những điều ô uế, những điều bậy bạ của thế gian, những giáo lý của ma quỷ nhập vô thì xong rồi. Cho nên anh em ơi, mỗi ngày hãy cẩn thận với những gì mình đọc, những gì mình nghe, những gì mình xem, nhất là thời đại này ở trên mạng. Nó có thể gợi ý cho anh em rất nhiều thứ và mắt anh em nhìn vô, tai anh em nghe, không ạ, miệng anh em đọc, và nó thâm nhập vào trong tư tưởng của mình, làm ô uế linh hồn của mình. Và kết quả là chúng ta đau đớn vì những điều đó mà mình hoàn toàn không biết. Phải kỷ luật nha anh chị em. Nhất là những anh chị em dùng mạng xã hội á, mà hay bấm mỗi ngày cứ bấm gạt á. Thì tôi không nói rằng mình phải luyện đi, không. Mình sống trong cái xã hội này mình phải cần nó, đúng không ạ? Mình cần nó. Mình không có cực đoan đến mức độ là thôi bây giờ anh luyện luôn điện thoại đi, không được. Nói vậy là quá cực đoan. Chúng ta phải có cách chiến thắng nó. Ví dụ như trong mạng Facebook và mạng YouTube đó, tôi chỉ cho anh em cách rất đơn giản thôi. Khi anh em lướt để xem một số những cái thông tin, cái gì mà anh em thấy ô uế đó thì anh em bấm vô và bấm cái nút không đề xuất kênh này, hoặc là ẩn kênh này. Anh em cứ ẩn miết một hồi thì cuối cùng nó chỉ còn lại những gì anh em chấp nhận thôi. Ví dụ trên điện thoại tôi giờ mở ra xem toàn TV Joshua giảng không à. Tôi lướt hết cái video này đến video khác, nào là Oyakhilome giảng, rồi đến TV giảng, rồi đến ông này ông kia giảng một hồi. Tôi nghe một tiếng đồng hồ toàn mấy ông đã giảng không. Còn mấy cái thứ linh tinh tôi tắt hết trơn à. Nếu anh em không tắt nó sẽ đề xuất cho anh em xem. Đúng á, đợt sức cho anh em xem ui xôi đủ thứ rồi. Nằm đôi khi khoái chí cười hô hố nữa mà không biết nó đang tìm thuốc độc vào người mình. Thiếu thuốc độc ngày hôm nay nó chết từ từ, đâu chết ngay đâu. Đúng không em? Nó tiêm vô, mình có biết đâu. Nó làm ô uế tư tưởng của mình. Hãy nghe những bài giảng, hãy nghe những gì sức giàu, hãy nghe những gì từ Chúa. Tốt mà. Phải kỷ luật nha anh chị em. Rồi bây giờ tôi đọc tiếp. Tôi đọc câu chuyện. Câu 31. Nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản sứ mình đã giao thám mà rằng sứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng giao thám là một sứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vót cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu Anác, thuộc về giống dền dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Đó là 10 người kia báo cáo. Dù anh chị em mà làm tướng hay làm một ông giám đốc đi, mà nghe nhân viên mình nó về nó báo cáo cái này cái là đúng là tuột hết cảm xúc. Muốn làm gì tuột hết. Bảo giờ tôi đang đầu tư một cái phi vụ này tuyệt vời, bây giờ mấy nhân viên ơi đi khảo sát thị trường coi. Nó về nó báo cáo, nó nói là không được đâu. Cái sứ này nó sẽ nuốt hết vốn của sếp thôi. Cái sứ này mà sếp đầu tư vô bao nhiêu là đi hết, nợ ngập đầu luôn. Không, sếp tuột cảm xúc luôn. Thôi ngồi yên không biết làm gì. Thì 10 cái ông này giống y như vậy. Môi-se thì bảo đi vô do thám sứ đi để chúng ta tiến quân để chiếm sứ này. 10 ông này về báo cáo là thôi sứ này nó nuốt chúng ta đấy. Thấy người cao lớn không? Thì đúng. Những người này đi thấy những người cao lớn là đúng. Mình không phải là mù quáng. Mình không phải là hoang tưởng đến mức độ là mình không nhìn nhận quyền lực thế lực của kẻ thù mình. Không phải vậy. Đúng là có những người cao lớn, đúng là có những vũ khí, những tường cao hào sâu. Cái đó không phủ nhận nha anh chị em. Nhưng tôi để ý trong câu chuyện này, cái điều gì khiến cho 10 người này tụt hết tinh thần chiến đấu? Điều gì nào? Tôi xin thưa với anh chị em, ngay khi họ nói rằng chúng tôi thấy mình khác nào như con cào cào, đó là mấu chốt vấn đề. Đúng không? Mình nhìn thấy một con quỷ quyền lực, cái đó không phủ nhận. Đúng. Nhưng mà ngay thời điểm mình thấy mình như con cào cào là xong rồi. Anh chị em có thể nhìn thấy bệnh tật trên thân thể mình, cái đó không phủ nhận. Nhưng mà ngay lúc mà anh chị em nghĩ rằng thôi mình không đủ sức chống lại bệnh này, ăn gì ăn rồi chết, chết thiệt. Cái đó mới chết thiệt á. Chứ còn cái bệnh đó chưa chắc nó giết chết anh chị em, đúng không á? Nhưng mà ngay khi anh nghĩ rằng rồi xong, mình không thể chống lại được rồi, mình không đủ đức tin để chống lại, mình là con cào cào, mình là làm sao mà chống lại cái này, thua, lúc đó mới chết. Cho nên anh chị em, hãy nhìn thấy mình là ai trong Chúa Giêsu Christ. Anh chị em mình là con trai con gái của Đức Chúa Trời, là những người mà Chúa nói rằng nếu các ngươi tin ta sẽ làm được việc ta làm mà còn làm lớn hơn nữa. Nếu các ngươi tin ta sẽ lấy danh ta trừ quỷ, đặt tay lên người bệnh sẽ lành. Ta ban cho các ngươi mọi thẩm quyền, không gì làm hại các ngươi được. Đúng không? Cho nên các bạn mà có tờ giấy ngồi ngày hôm nay này, các bạn thấy mình là con cào cào hay là thấy mình là con voi? Thấy mình là ai? Khi các bạn đến đây cầu nguyện, các bạn thấy mình là ai? Cái điều đó đã quyết định sự chữa lành của các bạn. Nếu các bạn thấy mình là con người bất năng, không còn một khả năng gì hết, xong rồi, cuộc đời tôi xong, bây giờ tôi đến đây chẳng qua là hy vọng le lối chó táp nhầm ruồi. Được thì tôi amen, còn không được thì thôi tôi chấp nhận số phận. Thì thôi tốt nhất cầm tờ giấy đi ra kia về, uống cốc nước về cho nó khỏe, khỏi cầu nguyện đến 3 giờ mệt lắm. Có đúng không? Nhưng mà tôi khích lại tất cả các bạn nè, đừng nhìn thấy mình là con cào cào. Cho dù thế lực kẻ thù bệnh tật nó lớn dình dàng cỡ gì, anh chị em vẫn lớn hơn nó. Anh chị em là con của Đấng rất cao. Anh chị em có Thánh Linh ngự bên trong, quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong. Chúng ta không phải là con cào cào, amen. Các ai giờ còn nghĩ mình con cào cào không? Đây là vấn đề của rất nhiều người, rất nhiều con cái Chúa, không hiểu được mình có cái gì, không hiểu mình khi mình tin Chúa thì mình trở thành ai, không hiểu, vẫn cứ nghĩ mình là con người của ngày xưa. Nhất là những anh chị em có những quá khứ tổn thương đau buồn. Tôi không biết nói có trúng ai đây không. Những anh chị em nào mà sống một tuổi thơ đau buồn thất bại, sống một quá khứ đầy dẫy đắng cay, thì cái hình ảnh đó nó vẫn in vào trong tâm trí. Cho dù bây giờ Chúa có làm gì cho anh chị em, thì anh chị em vẫn nghĩ mình là con cào cào thất bại, con cào cào yếu đuối, con cào cào bệnh tật, con cào cào nợ nần, con cào cào của sự tổn thương cay đắng chà đạp thua thiệt, con cào cào của sự yếu kém, nhà nghèo quá không được học được hành, con yếu kém lắm. Anh chị em ơi, tôi nói nè, những con cào cào đó phải ra khỏi tâm trí anh chị em. Khi anh chị em trở thành con trai con gái của Chúa thì anh chị em là người trời chứ không phải người phàm. Anh chị em là người được tái sinh. Và Kinh Thánh nói rằng mọi sự cũ đã qua và nay mọi sự đã trở nên mới. Anh chị em có quyền năng và Thánh Linh bên trong. Cho nên anh chị em ơi, đừng giống như 10 người này. Cho dù kẻ thù có lớn cỡ gì, anh chị em vẫn lớn hơn nó. Đấy. Một tâm trí kỷ luật, một tâm trí đúng đắn sẽ sinh ra những kết quả đúng đắn trong cuộc sống của mình. Đây là chân lý. Anh chị em ghi nhận điều này. Một tâm trí kỷ luật và một tâm trí đúng đắn sẽ sinh ra những kết quả thực sự tích cực cho cuộc sống của mình. Làm sao để có một tâm trí đúng đắn? Đây là câu hỏi, phải không ạ? Tâm trí kỷ luật thì mình nói rồi, đúng không ạ? Mình phải kiểm soát nó bởi quyền năng Thánh Linh. Nhưng một tâm trí đúng đắn không bao giờ anh chị em có được nếu anh chị em quên quyển sách này. Ai đó là người tin Chúa mà một tuần rồi chưa động đến quyển này, chưa nghe, chưa đọc thì căng rồi. Trong đầu của mình toàn lẽ giả chứ không có lẽ thật. Ở đời này không có cái gì là chân lý hết, ngoại trừ lời của Đức Chúa Trời. Đừng nghe những cái ông ở trên mạng rồi nói linh tinh, đúng không ạ? Những lý thuyết này, lý thuyết nọ, con người ta nghĩ lắm thứ, toàn thứ tào lao không. Chỉ nghe và nghe một mình Đức Chúa Trời thôi. Vì Ngài là đấng sáng tạo vũ trụ này, Ngài tạo ra mỗi một chúng ta. Và Ngài nói Ngài chính là lẽ thật, là đường đi, là sự sống. Tổng hợp của lời Chúa là sự chân thật. Cho nên khi chúng ta bỏ thời gian suy ngẫm nó, đào bới nó, ăn nuốt nó, ngủ với nó, cầu nguyện với nó, tâm trí anh chị em sẽ được làm đầy những hình ảnh tích cực mà đúng đắn. Không phải tích cực hoang tưởng mà tích cực đúng đắn, đúng lẽ thật. Và chỉ lẽ thật mới sinh ra kết quả, khiến anh em chiến thắng. Cho nên tóm lại buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói gì với anh chị em? Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói những điều rất đơn sơ thôi, nhưng mà xin anh em note lại những điều như sau. Muốn mình có một cái cảm giác tốt mỗi ngày, tự tin đắc thắng, tươi vui tích cực, thì mỗi ngày hãy suy nghĩ và chấp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình. Được không nha? Suy nghĩ và chấp nhận. Thức dậy là hallelujah. Con cảm ơn Chúa Giêsu cho con một ngày mới tuyệt vời. Con cảm ơn Chúa Giêsu cho con sự thành công trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa Giêsu cho con sức khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa Giêsu đấng chữa lành con hôm nay. Cho dù anh chị em gặp cái gì cả đó không quan trọng. Quan trọng là anh em phải tin và nhận những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình. Vì chỉ có Ngài mới chiến thắng thế gian, còn không ai chiến thắng hết ra. Ai chiến thắng đâu. Tôi đố anh chị em tìm một người chiến thắng thế gian. Tôn giáo cũng không thắng, chính trị cũng không thắng, y học, y khoa, khoa học, viễn tưởng gì cũng không thắng. Không ai thắng hết. Tất cả bị con quỷ tên là Lucifer nó đè xuống dưới chân nó mà không biết. Đúng không ạ? Tất cả mọi người dù quyền thế cỡ gì thì cũng bị Lucifer đạp trên cổ và bắt đi cày cho nó. Đó, bắt đi cày. Nhưng Chúa Giêsu đã thắng. Và khi mình nghĩ về Ngài, chấp nhận những gì Ngài làm, thì sự chiến thắng của Ngài sẽ được chuyển giao cho anh chị em. Đó là chân lý thứ nhất. Chân lý thứ hai mà tôi muốn nói với anh chị em là gì? Tất cả những cái gì nó khởi sự trong cuộc sống anh em, thật ra nó khởi sự từ tâm trí của mình. Tâm trí này, cái đầu này, nó suy nghĩ cái gì? Anh em suy nghĩ đúng sẽ có kết quả đúng. Anh em suy nghĩ trật có kết quả trật. Vì vậy, hỡi anh chị em, mỗi ngày hãy kỷ luật tâm trí của mình. Kỷ luật nha. Kỷ luật có nghĩa là có một cái sự gì? Ràng buộc, coi sóc, quản lý, kiểm soát. Kỷ luật mà. Kiểm soát xem từ sáng đến giờ anh chị em đã dành bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ cho những điều đúng, và dành bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ cho những điều tào lao. Anh em thử đi, mình sẽ thấy con người mình nó như thế nào. Đọc kinh thánh nửa tiếng thì đau lưng mỏi gối đồ đủ kiểu hết. Còn lướt Facebook thì 3 tiếng đồng hồ thấy trôi như một giây. Đó là sự thật. Thế giới này nó cuốn hút chúng ta. Satan nó thu hút chúng ta. Satan nó có những miếng mồi của nó để làm ô nhiễm tâm trí của anh chị em. Hãy tỉnh thức điều này. Tôi nói với anh chị em điều đó. Hãy tỉnh thức. Kỷ luật. Và bằng cách kỷ luật đó, anh chị em vận dụng quyền năng của Thánh Linh bên trong, chứ không phải tự kiềm chế mình. Vận dụng quyền năng bên trong là thần Đức Chúa Trời ngự bên trong anh em, để đạp đổ toàn bộ những gì nó nổi lên trong tâm trí anh chị em mà nó chống lại Đức Chúa Trời. Nó đến nó gạ anh chị em gian dối, nó gạ anh chị em tà dâm, nó gạ anh chị em làm điều này điều kia điều nọ. Anh chị em phải chống lại nó. Bởi vì một nghiên cứu người ta nói rằng khi anh em giữ cái hình ảnh gì quá lâu trong tâm trí, cho dù hình ảnh đó là sai trật, hình ảnh đó là tầm bậy, thì đủ thời gian của nó sẽ khiến cho tâm trí anh em nghĩ điều đó là đúng. Anh em nhớ chi tiết này nha. Giống ngày xưa có cái ông quan kia là gọi là ông quan thao túng triều đình đó. Anh em nhớ câu chuyện đó không? Đó. Đem một con dê đến, và ông quan đã nói với ông vua là đây là con ngựa. Tất cả cận thần đồ là sợ ông kia mà, cho nên cứ nói vua ơi, con ngựa, đúng con ngựa. Đây không phải dê, đây là ngựa. Ngựa này là ngựa chiến, ngựa này là ngựa đặc biệt, ngựa này là ngựa giống lạ. Mấy ông kia cũng nịnh. Nói hồi một tuần sau cái ông vua nói đúng thật sự đây là con ngựa. Mới đầu nghĩ là con dê, nói hồi thành con ngựa. Câu chuyện đó nó cho chúng ta thấy một điều gì chứ? Mình giữ trong tâm trí mình quá lâu một cái gì đó, dù là nó bậy bạ, thì một thời gian sau nó thuyết phục anh chị em điều đó là đúng. Và Kinh Thánh gọi đó là đồn lũy của Satan. Hiểu ý không ạ? Đồn lũy. Cho nên có rất nhiều ông bạn chị em ở đây tin Chúa, bỏ được cờ bạc rồi, bỏ được tất cả những cái thói hư tật xấu rồi, đúng không? Nhưng đi một thời gian, tự nhiên thấy mình lại làm lại cái điều mà trước kia mình làm một cách vô thức. Một cách vô thức. Có nghĩa là gì? Đồn lũy trong tâm trí chưa được giải cứu. Nó vẫn làm lại như thường. Và người ta nói ô sao tôi đi với Chúa rồi mà tôi cứ lặp lại sai lầm này miết. Sao cứ lặp lại miết vậy? Sai lầm này cứ biết là sai lầm mà sao cứ lặp lại miết? Tôi nói anh chị em, vấn đề không phải là cố đừng sai lầm. Vấn đề là gì? Đồn lũy trong tâm trí của người đó phải bị đánh đổ, tẩy sạch bởi quyền năng Thánh Linh. Đó là cái thứ hai. Cho nên kỷ luật tâm trí rất quan trọng. Và điều thứ ba đó anh chị em, Điều thứ ba là điều cuối cùng. Những gì trong tâm trí anh chị em quyết định kết quả cuộc sống. Quyết định kết quả cuộc sống. Cho nên tôi khuyên chân thành tất cả chúng ta, hãy đầu tư trả lời của Chúa để thấy hình ảnh của mình được Chúa nói như thế nào. Anh chị em là người đắc thắng ra sao, khỏe mạnh như thế nào, được tha thứ tội lỗi ra sao, người chiến thắng ma quỷ như thế nào. Anh em phải thấy nó trong chính tâm trí của mình. Được chưa anh chị em? Cho nên tôi gửi thông điệp đó cho tất cả những anh chị em ở đây, đặc biệt là những anh chị em có cái tờ giấy ghi nhu cầu. Thay đổi tâm trí của mình đi. Anh chị em không phải là người bệnh hoạn. Nếu anh chị em có đức tin, anh chị em là người khỏe mạnh đang chống lại bệnh tật. Hãy nghĩ như vậy, suy nghĩ tích cực một tí và chấp nhận những gì Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Được không? Chúa đã chết thế cho anh, Chúa đổ huyết cho anh, cho chị, Chúa đã gánh lấy mọi bệnh tật cho anh chị, thì không lý do gì bệnh tật nó còn trên thân thể mình. Đúng không? Khi mình chấp nhận những điều đó thì mình được nhận lãnh. Rất đơn sơ, rất đơn giản. Nhưng mà không phải ai cũng nhìn nhận ra vấn đề. Đó đó anh chị em. Đây là những gì tôi chia sẻ cho anh chị em buổi sáng hôm nay. Và tôi gọi cái chủ đề của bài này là tầm quan trọng của tâm trí con người. Rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Rất là nhiều con cái Chúa lên trên Zoom cầu nguyện, lên những buổi cầu nguyện và nói rằng: mục sư ơi, em không thể nào tập trung được. Khi em cầu nguyện, em đọc lời Chúa thì nó dẫn em đi đâu ấy, nghĩ cái gì đâu ấy. Không bao giờ đọc xong một đoạn kinh thánh và biết mình vừa đọc cái gì hay nhận được cái gì. Đọc cho nó có thôi, nhưng không nhận được một cái gì hết. Tại sao? Vì tâm trí anh chị em là con ngựa bất kham. Chưa xiềng nó, chưa tra cái vòng vô mũi nó, chưa đưa cái ách trên cổ nó. Cho nên nó khiến cho anh em đi lòng vòng lang thang khắp nơi khắp chốn. Đi ra chợ cũng có, đi du lịch cũng có, đi tắm hơi cũng có, rồi đi một hồi vòng lại ngay chỗ kinh thánh thì anh em không biết, ôi giờ hết giờ rồi. Đó, kiểu nó như thế. Anh em, cái tâm trí của người nó quan trọng. Nếu chúng ta không kỷ luật tâm trí, hàng ngày anh em không ăn nuốt được cái gì hết á. Và anh em trở thành một người gì ạ? Suy nhược thuộc linh. Suy nhược. Anh em biết những người suy dinh dưỡng là biết rồi phải không ạ? Vẫn đi lại thôi nhưng da vàng khè, xương không à. Nhìn thấy ớn. Nhìn là con như là hết muốn cầu nguyện luôn, tuột cảm xúc. Mà đưa người mà toàn da với xương không, bảo thôi này không đủ đức tin để cầu nguyện. Đúng không? Không đủ đức tin. Thì cũng giống vậy trong thế giới thuộc linh. Nếu anh em suy nhược thuộc linh, còn da với xương không, thì nói thiệt sự cực kỳ rất khó để vực dậy. Và đòi hỏi một thời gian rất nghiêm túc, bổ dưỡng các kiểu, xâm nhung đại bổ các kiểu thì mới vực dậy được. Phải không? Anh em phải đi bồi linh, rồi phải được mục sư chăm sóc, rồi phải kiêng ăn cầu nguyện, rồi phải đặt tay chữa lành, rồi ui sao đủ kiểu hết, thì bắt đầu nó mới có da có thịt một chút. Đó là thuộc linh. Cho nên chị em ơi, mình là con cái Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi trở thành những chiến sĩ giỏi cho Chúa. Chúng ta không thể để cho Satan nắm lấy tâm trí của mình, rồi biến mình trở thành một gì? Những con cào cào trong tay nó. Không chấp nhận. Amen anh chị em? Chấp nhận. Đó. Nên khi anh chị em quyết tâm, giống như Giô-suê chương 1 câu 8 câu 9, thì tôi nghĩ rằng sự phấn hưng trên đất nước chúng ta là điều chắc chắn. Điều chắc chắn. Còn nếu chúng ta cứ chần chừ thì đôi khi anh chị em à, phải mất thêm một thế hệ nữa để cứu một thế hệ. Điều đó rất đáng buồn. Rất đáng buồn vì thời gian không còn nhiều. Anh chị em ơi, hãy đầu tư cho cõi đời đời. Bằng cách gì ạ? Kỷ luật tâm trí của mình trong lời Chúa. Và Chúa sẽ dùng tôi và bạn chị em như Giô-suê của Ngài. Đúng không? Đầy quyền năng, đầy sáng tạo. Rồi, bây giờ tôi muốn cầu nguyện cùng với anh chị em. Tôi muốn khích lệ tất cả anh chị em hôm nay phải xử lý những vấn đề tâm trí của mình. Những gì vô tín tiêu cực, những gì bậy bạ, những gì nó trói buộc, những gì mất tập trung, những gì buồn ngủ, những gì lang thang. Trong giờ cầu nguyện tới đây, chúng ta cùng nhau giờ danh Chúa tẩy sạch. Amen anh chị em. Khi em bước ra, trở về, sẽ thành một người có một tâm trí tỉnh táo và tự chủ. Được không anh chị em? Chúng ta đồng đứng nha, mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện cho điều này. Dạ, tất cả hướng lòng về Chúa. Hướng lòng về Chúa. Rồi, bắt đầu anh em suy nghĩ về chính mình, suy nghĩ về chính tâm trí của mình. Và nếu anh chị em nào phát hiện ra rằng mình hay có những suy nghĩ trái với lời Chúa, có những suy nghĩ không đẹp lòng Chúa, có những suy nghĩ mà mình biết rằng là thực sự nó chẳng đi đến đâu, thì tôi muốn anh chị em hãy ăn năn trước mặt Chúa. Anh chị em hãy thưa với Ngài: Chúa đang ở đây. Cha ơi, tha thứ cho con, vì con đã không kiểm soát tâm trí của con đã không vâng phục lời Ngài để bắt phục nó cho Ngài. Chúa ơi, hãy tha thứ cho con. Cầu nguyện để hỡi những người nam người nữ của Đức Chúa Trời. Hỡi những người nam người nữ của Đức Chúa Trời, đừng để một tư tưởng ô uế, bất khiết, chống nghịch, bội nghịch, kiêu ngạo, trái lẽ thật nào lởn vởn trong tâm trí anh chị em. Anh chị em nhớ lại một ngày nào đó mình thức dậy và mình làm gì với tâm trí của mình. Mình đã nghĩ gì? Mình nghĩ về Chúa hay là mình nghĩ về những lo toan đời này? Mình nghĩ về những tất bật của đời này? Mình nghĩ về những cái điều đau buồn của đời này? Mình có nghĩ về đó hay nghĩ về Chúa? Nếu anh chị em nghĩ về những điều đó, tôi mời anh chị em đó cũng hãy ăn năn. Con đã không tin Ngài, Chúa ơi. Con đã không tôn cao Ngài trong hoàn cảnh của con, thưa Chúa. Hãy tha thứ cho con, ăn năn đến chị. Những điều đó rất quan trọng đấy à. Rất là quan trọng, vì khi anh em ăn năn, Chúa sẽ thăm viếng tấm lòng anh chị em. Chúa sẽ phục hồi anh chị em, Chúa sẽ nâng đỡ, Chúa sẽ khích lệ, Chúa sẽ biến đổi anh chị em. Khi anh chị em thực sự ăn năn, ăn năn là gì? Là bỏ con đường cũ, đi theo con đường mới của Chúa. Wow, cảm ơn Ngài. Và anh chị em bắt đầu nói với Chúa: Chúa ơi, con hứa rằng mỗi ngày con sẽ nghĩ về Ngài. Con nghĩ về những điều Ngài làm cho con, Ngài đổ huyết cho con, Ngài yêu thương con, Ngài đã chịu đòn roi để con được lành bệnh, Ngài đã chịu vết để gian ác con được tha thứ, Ngài chịu những điều ruồng bỏ để con được nhìn nhận lại Chúa, Ngài chịu những nhục nhã để con được vinh quang. Chúa ơi, con đón nhận những điều tuyệt vời mà con có trong Ngài. Cầu nguyện đến Cha với đức tin, với đức tin, với đức tin, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thánh Linh ơi, con cầu nguyện giờ này Ngài thăm viếng dân sự của Ngài, 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 và tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch giờ này, 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 tẩy sạch giờ này. Trong danh Giêsu, ta truyền lệnh cho mọi uế linh đang hành động trong tâm trí của những anh chị em đang đứng tại nơi này, nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, ta trói buộc mày, ta trói buộc mày, ta trói buộc mày, dù bất kể mày ở chỗ nào, ta trói buộc mày ối linh. Ta lấy danh Chúa Giêsu xử lý mày, ta lấy danh Chúa Giêsu quở trách mày, danh Chúa Giêsu ta quở trách mày. Mọi ối linh hãy rời đi, mọi ối linh ta hủy phá mày, mọi đồn lũy trong tâm trí của những anh chị em ta ở đây, ta đạp đổ những đồn lũy đó, những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ bất khiết, những suy nghĩ vô tính, những suy nghĩ thối lui, những suy nghĩ sợ hãi. Ta trói buộc mày giờ đây, trói buộc mày giờ đây. Ôi linh hãy rời đi, ôi linh hãy rời đi, hỏi ôi linh ta ra lệnh mày rơi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, lửa Thánh Linh ở nơi này, lửa Thánh Linh ở nơi này, lửa Thánh Linh ở nơi này, lửa ở nơi này, lửa ở nơi này, Lửa thánh linh ở đây này. Mọi linh ô uế hãy rời đi. Mọi linh ô uế đang trói buộc tâm trí con người hãy rời đi. Những linh khiến cho họ mất tập trung, khiến cho họ lang thang, khiến cho họ không định, khiến cho họ không làm chủ tâm trí của mình. Trong danh Giê-xu, hãy đi ra. Đi ra. Đi ra. Trong danh Giê-xu quyền năng, tẩy sạch giờ đây. Tẩy sạch giờ đây. Tẩy sạch giờ đây. Anh chị em hãy cộng tác với tôi nha. Những ai có những suy nghĩ bất khiết hãy cộng tác với tôi. Tôi nói với anh chị em, đằng sau những suy nghĩ của mình, đằng sau những suy nghĩ của mình là quyền lực của sự tối tăm. Đồn lũy của Satan phải bị đạp đổ xuống giờ này. Anh em chỉ cần cộng tác với tôi thôi. Hãy nói với nó, trong danh Giê-xu ta hủy phá mày. Trong danh Giê-xu ta bảo mày ra khỏi tâm trí của ta, ra khỏi suy nghĩ của ta, ra khỏi cuộc sống hàng ngày của ta. Ra đi. Anh em hãy nói, hãy nói, hãy nói, hãy nói. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, cộng tác với tôi, cộng tác với tôi. Đạp đổ nó giờ đây. 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 Những suy nghĩ bất khiết, những suy nghĩ dâm dục, những suy nghĩ dục vọng, những suy nghĩ chia rẽ, những suy nghĩ không tha thứ, những suy nghĩ giận hận thù, những suy nghĩ thiếu tình yêu thương, những suy nghĩ ích kỷ, những suy nghĩ đó, đạp đổ nó đi. Đạp đổ, đạp đổ, đạp đổ, đạp đổ, đạp đổ. Satan, Satan hãy rời đi. Satan hãy rời đi. Huế linh hãy đi. Huế linh hãy đi. Huế linh hãy đi. In Jesus mighty name. Hỏi huế linh đi ra. Come out. Huế linh đi ra. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi uế linh đi ra, mọi uế linh đi ra. Anh em hãy chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Tẩy sạch toàn bộ đồng lũy trong tâm trí của mình. Tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch. Ô, huyết Chúa Giêsu ở đây, thân của Chúa ở đây. Mọi con quỷ ta trói buộc mày, mọi con quỷ ta trói buộc mày. Những con quỷ bất khiết ta trói buộc mày, những con quỷ nghiện ngập ta trói buộc mày, những con quỷ tình dục vô lương ta trói buộc mày, những tư tưởng vô tín chống nghịch ta trói buộc mày, những tư tưởng tà dâm ô uế ta trói buộc mày. Trong danh Giê-xu, trong danh Giê-xu, những tư tưởng thất bại, những tư tưởng nghèo hèn, những tư tưởng nợ nần, những tư tưởng chết chóc, những tư tưởng bệnh tật ta trói buộc mày. Hỡi Satan, đi đi. Hỡi Satan, out. Hỏi tà linh ô uế kia, rơi, 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 rơi. Đi ra khỏi tâm trí của họ giờ này. Những chỗ mày đồn trú, những chỗ mày đồn trú, những chỗ mày đồn trú, tao bẻ gãy mày. Lửa thánh linh, lửa, lửa, lửa. Holy Ghost, fire, 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 fire. Lửa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch. Nhiều uế linh phải xuất đi giờ này. Nhiều linh bệnh tật phải xuất đi giờ này. Nhiều những tà linh trói buộc trong tâm trí phải xuất đi giờ này. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rồi đi. Rồi. Nữa đến anh em, hãy chiến đấu. Anh em biết tâm trí mình có sạch hay không? Anh em biết rất rõ. Hãy chiến đấu, hãy chiến đấu, hãy chiến đấu. Hãy chiến đấu, hãy chiến đấu. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta không nhượng bộ với mày đâu Satan. Không nhượng bộ, không nhượng bộ. Rồi. 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 Come out. 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 Huế linh đi ra. Huế linh đi ra. Huế linh đi ra. In Jesus mighty name. Huế linh rời đi. Huế linh rời đi. Huế linh rời đi. Huế linh rời đi. Huế linh trong danh Chúa Giêsu rơi. Rơi. Oh hallelujah. Nữa đi anh chị em, nữa đi. Anh chị em hãy rà soát lại. Rà soát lại tư tưởng của mình, rà soát lại đời sống tâm trí của mình, rà soát lại có điều gì đang trói buộc anh chị em chăng? Có điều gì nó bắt anh chị em phải sợ hãi chăng? Có điều gì nó bắt anh chị em phải lo lắng chăng? Có điều gì nó bắt anh chị em phải nghĩ đến những sự dâm dục chăng? Anh em hãy nói rõ tên của nó. Ta ra lệnh cho mày, linh lo lắng hãy rời khỏi ta, linh sợ hãi đi ra khỏi ta, linh vô tín hãy ra khỏi ta, linh bệnh tật hãy ra khỏi ta. Nói đi xem, nói đi. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, tôi giải phóng anh em giờ này. Trong danh Giêsu, tôi giải phóng anh em giờ này. Trong danh Giêsu, tôi giải phóng anh em giờ này. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Oh hallelujah. 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 Ô lên đi ra. Trong danh Giêsu, ta đuổi tụi bay, ta trục xuất tụi bay, ta quở trách tụi bay. Mọi uế linh đang hành động trong tâm trí của những người đang ở đây, mọi uế linh, ta ra lệnh mày rời đi, ta ra lệnh mày rời đi. Come out, rời. Trong danh Giêsu quyền năng, ta giải phóng những người này ở đây, ta giải phóng những tâm trí này ở đây, ta giải phóng những cuộc đời này ở đây. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. 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 Anh chị em hãy kiểm tra chính mình nha. Tôi nhắc lại, nếu anh chị em có một điều gì đó nó thúc ép anh chị em phải lo lắng mà anh chị em không cưỡng lại được, một điều gì đó nó thúc ép anh chị em phải sợ hãi mà anh chị em không cưỡng lại được, một điều gì đó nó thúc ép anh chị em phải suy nghĩ về những điều ô uế mà anh chị em không cưỡng lại được, vân vân. Anh em phải biết đằng sau những sự đó là tà linh. Tà linh nó khác với xác thịt. Xác thịt thì anh em đóng đinh, nhưng tà linh là phải đuổi đi. Hiểu ý không ạ? Tà linh là phải đuổi đi. Xác thịt là những gì ham muốn của anh em, nó cũng rất giống, nhưng đó là ham muốn của chính mình. Còn tôi nói với anh em là Chúa mặc khải giờ này nè, có một số người ở đây bị thúc ép, bị ép phải lo lắng, bị ép phải sợ hãi, bị ép phải buồn rầu, bị ép phải cay đắng, bị ép phải điều này điều kia. Tôi nói với những người đó, hãy mở mọi miệng mình ra và trong danh Giêsu nói thẳng với con quỷ đó rằng hôm nay mày phải đi, mày phải rời khỏi suy nghĩ. Tao chấp nhận bây giờ này. Cầu nguyện lên nha. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao quở trách mày Satan, tao quở trách mày uế linh, quở trách mày. Trong danh Chúa Giêsu, rơi khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Mọi ràng buộc, mọi thúc ép, mọi trói buộc, tao bẻ gãy giờ đây. Mọi xiềng, mọi xích, ta tháo tung giờ đây. Mọi móc xích của mày cắt đứt giờ đây. Mọi sợi dây của mày cắt đứt giờ đây. In Jesus mighty name. Come out. Hỡi Satan, hỡi linh sợ hãi đi ra, hỡi linh thất bại đi ra, hỡi linh ruồng bỏ đi ra, hỡi tà linh của sự giới hạn đi ra, hỡi tà linh của sự lo lắng đi ra. Come out. Linh ô uế đi ra, toàn bộ những trói buộc rủa xả đi ra, rơi khỏi họ giờ đây. Rơi hoàn toàn. In Jesus mighty name. Tao trói buộc mày Satan, tao quở trách mày Satan, quở trách quyền lực của mày Satan, quở trách đồng lưỡi của mày Satan, đạp đổ mày Satan, rơi khỏi tâm trí của họ, rơi khỏi cuộc đời họ, rơi khỏi thân thể họ, rơi khỏi phần hồn họ, rơi khỏi cảm xúc họ, rơi khỏi lý trí họ. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Nói đi, 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 nói đi. Tôi nói huyết và Thánh Linh của Chúa ở đây. Dân sự của Ngài sẽ trỗi dậy trong ngày hôm nay. Dân sự của Ngài sẽ trỗi dậy trong ngày hôm nay. Tôi nói anh em sẽ trỗi dậy trong ngày hôm nay. Có một tâm trí tỉnh táo, mạnh mẽ và kiểm soát cho Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Nữa đi anh chị, nữa đi, 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 nữa đi. In Jesus' mighty name. Oh, hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Chống trả, chống trả, chống trả, chống trả, chống trả, chống trả, chống trả. Những quyền lực cầm buộc người nữ này, ta trói buộc mày ra khỏi tâm trí của cô ấy. Đi ra khỏi tâm trí cô ấy. Ra khỏi tâm trí cô ấy. Rơi khỏi tâm trí cô ấy. Rồi đi. Rồi đi. In Jesus mighty name. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục cầu nguyện lên trên. Tiếp tục cuộc chiến này. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Giải phóng cô ấy Chúa ơi. Giải phóng, giải phóng, giải phóng, giải phóng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Những ai có những tâm trí bị cầm buộc phải được giải phóng buổi chiều, buổi sáng ngày hôm nay. Phải được giải phóng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Phải được giải phóng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nhìn, hãy nhìn, hãy nhìn, nhìn lên Chúa, nhìn lên Chúa, nhìn lên Chúa. Tôi tin rằng Chúa đã ban phước cho anh chị em. Mỗi một chúng ta được thần Ngài đồng chạm để chúng ta yêu Chúa nhiều hơn. Amen. Chúng ta được Thánh Linh Ngài thăm viếng để kéo chúng ta lại gần Chúa Giêsu hơn. Đó là điều Chúa Trời muốn làm. Và tôi tin rằng sau buổi hôm nay, anh chị em sẽ có một tâm trí hoàn toàn kiểm soát, một tâm trí thanh sạch và tự chủ, để có thể sống một đời thành công và làm vinh quang danh của Chúa. Amen. Chúa. Con cảm ơn Ngài vì điều này. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và tôi muốn tất cả hội thánh hãy cùng cầu nguyện với tôi lời cầu nguyện này. Kính lạy Đức Chúa Trời. Kính lạy Chúa. Con cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha đã ban phước cho chúng con. Đã ban phước cho chúng con. Đã ban lời Ngài cho chúng con. Đã ban lời Ngài cho chúng con. Và đã ban Chúa Giêsu cho chúng con. Và đã ban Chúa Giêsu cho chúng con. Con cảm ơn Cha. Con cảm ơn Cha. Vì bởi lần roi Chúa. Vì bởi lần roi Chúa mà con đã được chữa lành. Mà con đã được chữa lành. Bởi sự nghèo đói của Chúa. Bởi sự nghèo đói mà của con Chúa trở nên thịnh vượng. Mà con trở nên thịnh vượng. Bởi sự buồn khổ của Chúa. Bởi sự buồn khổ của Chúa mà con nên vui mừng và bình an. Mà con nên vui mừng và bình an. Cảm tạ Chúa Giêsu. Cảm tạ Chúa Giêsu vì Ngài đã cho con mọi điều. Vì Ngài đã cho con mọi điều để sống một đời tin kính. Để sống một đời tin kính và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cha ơi, chính giờ này, một lần nữa, con tái dâng tâm trí của con. Con tái dâng tâm trí của con. Những suy nghĩ và tư tưởng của con. Những suy nghĩ và tư tưởng của con vào cánh tay của Ngài. Vào cánh tay của Ngài. Nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy soi sáng con. Hãy soi sáng con. Ban thần khôn ngoan và thần mặc khải. Ban thần khôn ngoan và thần mặc khải. Để con luôn sống theo ý muốn của Ngài. Để con sống theo ý muốn của Ngài. Đạp đổ mọi đồn lũy Sa-tan. Đạp đổ mọi đồn lũy của Sa-tan. Và làm vinh quang danh Chúa. Và làm vinh quang danh Chúa qua đời sống của con. Qua đời sống của con. Chúa Giêsu ơi, Chúa Giêsu ơi, con thành thật, trao tất cả cho Ngài, Ngài hãy chiếm hữu con, và hãy sống cuộc đời của con, bằng những ý muốn của Ngài, Con cảm ơn Ngài. Và con thành thật cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời cao thánh Chúa ta đồng an toàn. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.